Theo hãng tin AFP, tàu ngầm Kazan, Cuba khẳng định không mang vũ khí hạt nhân, được hộ tống bởi tàu khu trục đô đốc Gorshkov, một tàu chở dầu và một tàu cứu hộ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trước khi vào cảng Havana, hạm đội đã hoàn thành một cuộc tập trận sử dụng vũ khí tên lửa chính xác cao. Việc quân đội Nga có hoạt động gần Mỹ, bờ biển bang Florida, như vậy diễn ra trong bối cảnh hai nước leo thang căng thẳng do xung đột ở Ukraine, nơi chính quyền Kiev được phương Tây hậu thuẫn đang chiến đấu chống lại Moscow. Chuyến thăm cảng này trùng với cuộc gặp gỡ ở Moscow giữa Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Trong cuộc gặp, ông Rodriguez bày tỏ sự phản đối việc mở rộng NATO về phía biên giới Nga vì sẽ dẫn đến cuộc xung đột hiện tại ở châu Âu, đặc biệt là giữa Moscow và Kiev. Ông Rodriguez cũng kêu gọi một giải pháp ngoại giao, xây dựng và thực tế cho cuộc xung đột này. Quân đội Cuba cho biết chuyến thăm của đội tàu hải quân Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế và là sự tôn vinh quan hệ hữu nghị lịch sử giữa Havana và Moscow. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sinh cho biết các chuyến thăm cảng như vậy là những chuyến thăm hải quân thường lệ mà chúng ta đã thấy dưới nhiều chính quyền khác nhau. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước trong cuộc diễu hành quân sự thường niên ngày 9 tháng 5 tại Quảng trường Đỏ trước Điện Kremlin. Ông Miguel Díaz-Canel đã chúc Nga thành công trong chiến dịch ở Ukraine và lên án sự thao túng địa chính trị của Mỹ. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Cuba là một quốc gia khách hàng quan trọng của Liên Xô. Việc triển khai các địa điểm tên lửa hạt nhân của Liên Xô ở Cuba đã gây ra khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 khi Washington và Moscow suýt đối đầu. Quan hệ giữa Nga và Cuba đã trở nên thân thiết hơn kể từ cuộc gặp vào năm 2022 giữa ông Díaz-Canel và ông Putin.